Thủ tướng nha các bạn. Đi dạ. À, thủ tướng bắt tay bà con hàng xóm nha các bạn. Khu làng nghề lên khói đẹp quá chú ơi. Chị thấy trên TV không á, bây giờ mới thấy nó thật sự. Này các bà con ở đây vui lắm các bạn. Nay thủ tướng xuống tận nơi để khảo sát khu du lịch làng nghề mới nha các bạn. Có nhiều vệ sĩ gì đó, giao thông, vệ sĩ, công an nhiều lắm các bạn.